Ngoài cái lỗ chảy nước xuống cái bồn tắm tướng khổng lồ này ra thì chúng ta còn có một cái góc hình rất là đẹp này. Mọi người thấy không? Ví dụ như là anh Cương đang đứng ở đằng trước chúng ta thì chúng ta sẽ thấy một cái vòm lớn như này. Và nước bên kia cũng vẫn đang chảy xuống rất là đẹp. Đẹp quá. Ngày hôm nay, Niềm TV sẽ dẫn các bạn tới một con thác hoang sơ nằm sâu trong thung lũng của người Nùng An tại Cao Bằng. Con thác này có vô số góc hình cực chất nhưng lại ít người biết tới. Nếu bạn đến với Cao Bằng thì đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm con thác độc đáo này nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo của Niềm TV. Và chắc chắn là các bạn đang nghe cái tiếng mà nước chảy róc rách đúng không? Hiện tại thì mình đang đi vào trong một cái con thác có cái tên rất là lạ. Đó chính là Nà Tẩu, thuộc huyện Quảng Uyên của Cao Bằng. Hiện nay thì cái thác Nà Tẩu này đã ở trên Google Maps đã có một cái điểm check in rồi. Vì vậy các bạn chỉ cần search là thác Nà Tẩu thì sẽ tới được cái địa điểm mà ngày hôm nay mình sẽ review. Đây chính là cái con đường mà dẫn vào trong thác Nà Tẩu. Nó rất là hoang sơ. Xung quanh đây là một cái thung lũng được bao bọc bởi cái dãy núi đá vôi. Và xa xa kia thì các bạn đang thấy một cái ngôi làng của người đồng bào Nùng. Và nhìn từ trên cao thì nó nằm trọn trong một cái thung lũng rất là đẹp. Xung quanh được mọi người trồng lúa. Hơi tiếc một điều là lúa gặt sắp xong rồi. Vì vậy là nếu như bạn nào muốn đến thác Nà Tẩu và cái khoảnh khắc đẹp nhất này thì hãy đến vào tầm khoảng tháng 9 đi. Thì mình nghĩ là lúc đấy thì chúng ta sẽ tận hưởng được tất cả những cái gì đẹp nhất tại thác Nà Tẩu. Không khí rất là trong lành. Ok, và trước khi video này bắt đầu thì mong là mọi người hãy bỏ qua nếu như có cái sai sót nào đó nhá. Và nhớ hãy chia sẻ video này để cho giúp cho Nà Tẩu của Cao Bằng được phát triển du lịch một cách mạnh mẽ hơn và nhiều người biết tết hơn nhá. Ok, vào thác thôi. Thực sự thì cái con thác Nà Tẩu này nó được kiến tạo rất đẹp. Các bạn có thể thấy là những cái khối đá, phiến đá ở đây đều được bao phủ bởi cái lớp cỏ cây. Do là cái lượng nước và độ ẩm ở đây rất là cao nên nó tạo ra một cái khung cảnh rất là tuyệt vời. Ví dụ như là hai tảng đá phía trước kìa, chúng ta có thể thấy là có một cái khe. Và chắc chắn là khe nước chảy vào cái mùa mà nhiều nước thì nó sẽ len lỏi qua đấy. Ôi, nước rất trong và xanh. Cái khoảng bên này, khoảng trống bên này, nó là một cái điều rất là tuyệt vời. Mọi người thấy không? Bạn bè mình đang đi bộ ở trên kia kìa. Đấy, bạn bè mình đang đi bộ trên đó. Và chúng ta có thể thấy là nó tạo một cái vòm, tạo thành một cái vòm rất lớn. Có lẽ là lượng nước này nó vừa phải để chúng ta khám phá, bởi vì nó không quá to lớn thì không gây nguy hiểm. Ôi, đây là một cái kiến tạo cực kỳ tuyệt vời đây. Ngay dưới chân mình, các bạn có thấy không? Những cái lỗ tròn. Và lúc mà nước nó lớn thì nó sẽ chảy cả vào đây. Bên trong là những cái viên đá cuội mà được trôi từ cái thượng nguồn xuống. Rất nhiều những cái lỗ này. Rất đẹp. Ôi, ui. Wow. Wow. Ô. Cái này nhá. Ví dụ như cái chỗ hố này, nó xuyên nước từ trong kia sang, khá là thú vị. Thực sự là mới đứng ở đây được có hơn chục phút thôi mà mình đã cảm thấy rất là tuyệt vời với cái thác Nà Tẩu này. Và hy vọng là trong tương lai xa thì Nà Tẩu sẽ phát triển du lịch hơn để giúp cho Quảng Uyên, giúp cho Cao Bằng được nhiều người biết đến. Các bạn thấy không, cái vòm này cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Mình thường hay gọi những cái khu như kia là cái bồn tắm đứng khổng lồ tự nhiên luôn.
Mọi người thấy không? Nước xả từ trên cao kia xuống và chảy xung quanh. Bên này cũng có luôn này. Chắc chắn là mình sẽ phải xuống dưới đấy để tắm. Quá đã luôn đấy. Wow, cực đã luôn. Trời ơi đẹp quá. Bên này này, bên này thì lộ thiên hơn, lộ ra. Hơi tiếc một điều là đường ở đây nó hơi trơn. Đó, các bạn có thấy không? Ở trong kia khung cảnh rất là đẹp, cây cối xanh ngát bao phủ lên. Đứng ở đây, đứng ở cái vị trí này, hòn đá này, chúng ta chụp hình thì nó thành một cái vòm lớn bao quanh luôn. Ok, đi tiếp thôi. Mới tầng thứ nhất thôi mà đã đẹp thế này rồi. Con đường vào Nà Tẩu rất là dễ dàng thôi, mọi người không phải bận tâm đâu. Trừ khi là đến chỗ chân thác này thì nó hơi trơn, vì là không có đường đi mà toàn là do người đi trước tạo lên. Ui đẹp quá. Trời ơi, bên đây cũng thành một cái hồ nước này. Ôi giời ơi, đẹp quá. Sâu, rất sâu luôn. Cái này thì mình không khuyến cáo các bạn nhảy đâu nhá. Nhưng mà nó ở đây giống một cái bể bơi mini. Chúng ta có thể là đắm mình ở dưới đấy. Ai mang cái phao bơm tay đi thì có thể ảnh hưởng ở đây. Rất đẹp. Đây, cáo đang ngồi bên bờ suối tết tóc đây. Quá đẹp. Đấy, mọi người thấy không? Ở trong này cũng đẹp luôn đấy nhở. Này, quá đẹp. Rất đẹp. Ô, trong này là đường cụt luôn này. Wow. Yeah, cái mấy cái cây nó lắc lư theo cái luồng khí mà do nước nó rơi xuống tạo lên. Lắc lư. Tuyệt vời. Lên thôi. Nà Tẩu có rất nhiều thảm cỏ đẹp, rất nhiều vũng nước mini. Chính vì vậy mà bạn đừng lo thiếu không gian riêng để thư giãn. Nhưng nhớ là phải bảo vệ Nà Tẩu, đừng xả rác mà làm tổn thương người đến sau nhé. Đây chính là cái thảm cỏ mà khi nãy chúng ta thấy cái vòm. Đây là phần bên trên của cái vòm và nó tạo thành một cái thảm cỏ như này. Chúng ta có thể là ngồi đây chụp hình và ăn uống một cái đi đó nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà mọi người nhớ phải dọn rác nhá. Hiện nay thì ở Nà Tẩu mình không thấy rác, có một vài thôi. Vì vậy là nó vẫn còn hoang sơ. Vì vậy mình mong là các bạn hãy chung tay bảo vệ Nà Tẩu. Mình đứng đây nhá, mình lia một vòng cho mọi người xem này. Đây chính là bản người nục mà vừa nãy mình có quay cho mọi người xem này. Rất rộng. Đây là những người bạn, những người đã dẫn mình tới Nà Tẩu. Và thực sự là cảm ơn mọi người vì là có những cái thông tin bổ ích như này. Ôi, đẹp quá, trong kia có mấy cái thác con nữa đúng không ạ? Em có bay rồi, thấy trông ấy đẹp lắm. Tức là trong đấy nó thành những cái thác con, mặc dù là nó rơi không cao mà nó chỉ thấp thôi. Cái mùa này thì nước nó bắt đầu cạn rồi đúng không? Mùa này thì nó phải rơi vào tầm độ tháng 6, tháng 7. Thì như này thì nó hơi vừa phải, em nghĩ như này vừa phải đấy. Tại vì không... nếu mà nước nhiều quá thì các nguy hiểm. Đây, ở đây thì nó cũng thành một cái hồ bơi. Mọi người thấy không? Một cái hồ bơi rất đẹp.
cực kỳ đẹp luôn. Nếu mà chúng ta đi cố gắng đi thẳng này thì chúng ta sẽ lên được với cả cái con đường vào làng, dẫn vào làng. Vâng. Ok. Tại bắt tay anh gái thôi. Đây. Fan hâm mộ. Chụp ảnh với Nếm, xem kênh của Nếm rất là lâu rồi. À vâng. Thế hôm nay là Nếm đến Cao Bằng thì là fan hâm mộ là muốn là chụp với Nếm một kiểu. Hay quá. Ơi. Lưu lại kỷ niệm. Cảm ơn Cao Bằng nhá. Cảm ơn mọi người. Mọi người hãy ủng hộ chia sẻ cái video này nhá. Ok. Cảm ơn. Sẽ có nhiều video hay hơn nhé. Vâng ạ. Hay quá, cảm ơn mọi người ở Cao Bằng đã luôn luôn ủng hộ Nếm và đưa cho Nếm những cái hình ảnh rất là đẹp, những cái thông tin rất là bổ ích để đi review cho mọi người. Mỗi người review một ít thì cái nơi này nó sẽ nổi tiếng hơn. Nhưng mà mong rằng là người dân ở Cao Bằng sẽ giữ gìn. Bởi vì hiện tại thì em thấy là ở đây khá là ổn, không có rác nhiều. Chỉ có một vài cái túi bóng thôi, chắc là nó trôi từ thượng nguồn xuống. Thôi, bây giờ thì mình sẽ dành thời gian để hòa mình vào cái dòng nước này. Bởi vì tới đây rồi mà không tắm táp ở đây thì chắc chắn là một cái điều lãng phí cực kỳ luôn. Nhất là những cái bồn tắm đứng khổng lồ ngay ở phía dưới chân chúng ta. Ok, let's go. Và bây giờ là cái khoảnh khắc mà mình chờ đợi rất lâu rồi, đó là mình sẽ đi vào trong cái bồn tắm đứng khổng lồ kia và chúng ta sẽ cùng hòa mình vào cái dòng nước ấy, xem cái ở đây nó có mát và trong lành hay không nhá. Gần như là mọi người bạn của mình đều đứng ở dưới trên kia và không ai ra ngoài này để tắm cùng mình. Nước rất trong và xanh. Lạnh quá. Bởi vì là trời bây giờ đang sang thu rồi và ở trong đó thì nước rất là nhiệt độ bây giờ đang là tầm khoảng hơn 20 độ một tí, nhưng mà mình vẫn cứ muốn, không biết là bao giờ mình mới quay lại Nà Tẩu nữa nên là phải trải nghiệm thôi. Đi thẳng vào đây nhá. Thích quá. Ô. Lôi dài con gấu câu ra vậy. Trong đây có rất nhiều cá và cua. Mọi người thấy không? Wow. Máy tay có rõ không nhỉ? Một trải nghiệm tuyệt vời luôn. Mọi người nhìn này. Wow, nó thành một cái lỗ luôn đấy. Một cái lỗ nhỏ kia kìa, nhìn đẹp quá. Yeah.
người thấy không? Nó rất là tuyệt vời luôn, bởi vì là nó thành một cái lỗ chảy xuống như này này. Cực kỳ đã luôn. Wow, ngoài cái lỗ chảy nước xuống cái bồn tắm đứng khổng lồ này ra thì chúng ta còn có một cái góc hình rất là đẹp này. Mọi người thấy không? Ví dụ như là anh Cương đang đứng ở đằng trước chúng ta thì chúng ta sẽ thấy một cái vòm lớn như này. Và nước bên kia cũng vẫn đang chảy xuống rất là đẹp. Đẹp quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu còn sai sót nào trong video thì mọi người hãy bỏ qua cho mình nhá. Và trong số ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn một cái thác rất đẹp ở Cao Bằng, đó chính là thác Nà Tẩu. Cụ thể hơn thì các bạn search Google hoặc là nó nằm ở trong huyện Quảng Nguyên. Và hy vọng này cái video này sẽ giúp cho huyện Quảng Nguyên và Cao Bằng phát triển được cái những cái con thác đẹp như thế này. Mọi người hãy ngắm lại một vòng đi. Wow. Còn yêu cầu review một địa danh nào đó thì hãy để lại trong phần nhận xét. Mình sẽ cố gắng đi hết Việt Nam để giới thiệu cho bạn bè quốc tế thấy rằng Việt Nam của chúng ta rất rất đẹp. Woo! Đây này, đây này nhá. Mời đây.